Chú ơi cho con hỏi là học thú y nhưng môn sinh và hóa con học không giỏi thì có ảnh hưởng gì không ạ? Chẳng ảnh hưởng mẹ gì đâu. Nên nói thật anh em, nói thì nó hơi thô tục một tí đây. Giới thiệu anh em một tí nhá, cho anh em hiểu này. Tôi học 5 năm đại học nhá, 5 năm đại học đây. Cuối cùng ra trường bởi một cái tấm bằng gọi là đại học như này. Để nó mốc meo ấy, nhiều khi trêu mấy thằng bỏ treo chuồng gà là chả giải quyết được gì cả. Đây là một tấm vé thông hành thôi. Còn lại nhá, giá trị trong cuộc sống của chúng ta tạo ra do chính trải nghiệm của bản thân chúng ta. Vậy thì bằng có tốt đến mấy chăng nữa nhưng nếu các bạn không có trải nghiệm, các bạn không có thực chiến thì các bạn chỉ là một 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 nhóm gọi là mọt sách thôi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Đây các bạn nhìn ạ, cái ảnh của tôi nó mốc meo, học từ năm 2009 nhưng tấm bằng này chỉ có mang tính chất là một tấm thẻ thông hành thôi, nó chả có giá trị gì quá lớn trong cái việc là chúng ta có thể thành công trong cuộc đời này cả. Vậy thì ở đây chỉ có trải nghiệm mới quyết định cuộc chơi. Bạn cứ học đi, học để nâng cao tư duy, học để nâng cao kiến thức thôi. Nhưng mà trong cái thời gian học ấy thì đừng có lười quá, dành thời gian nhiều hơn để tham gia những cái buổi ngoại khóa, tham gia những cái live stream của Phạm Xuân Trịnh này, học hỏi những cái điều tuyệt vời, học hỏi những cái kiến thức trải nghiệm, nó sẽ quyết định cuộc chơi chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy cái tấm bằng này là bằng đại tốt nghiệp đại học chính quy của Phạm Xuân Trịnh nhé, bác sĩ thú y Phạm Xuân Trịnh này, năm 2009. Đây ảnh nó mốc meo rồi, nên là có mấy thằng nó hỏi tôi, nó bảo ông Trịnh này, ông có phải là một chuyên gia không? Tôi nói thật với công, tôi là một chuyên gia thực thụ nha, 14 năm kinh nghiệm thực chiến trên thị trường chứ không phải là kiểu những con mọt sách ở trong trường đâu, nên anh em yên tâm nhé.